Chuyên trang quần vợt số 1 thế giới Tennis World tin rằng sự thống trị của Djokovic sẽ còn kéo dài thêm nữa. Djokovic có đủ cơ sở để hướng về Grand Slam thứ 25, vượt qua huyền thoại những người Australia Margaret Court để một mình thống trị làng quần vợt thế giới. Báo giới quốc tế ca ngợi Djokovic sau khi tay vợt người Serbia vô địch US Open 2023. Trang chủ Hiệp hội Quần vợt Nam quốc tế, ATP, đăng tải bài viết chúc mừng chiến thắng của Djokovic và bình luận: "Thật đáng kinh ngạc khi ở tuổi 36, Djokovic vẫn có thể giành chiến thắng 3-0 ở 6 trong 7 trận đấu của mình tại New York. Chúng ta đang nói về Djokovic, một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử, người đang sở hữu 24 Grand Slam trong sự nghiệp." Tờ Daily Mail, Anh, giật tít: Novak Djokovic giành Grand Slam thứ 24 đáng kinh ngạc sau khi đánh bại Daniil Medvedev trong trận đấu căng thẳng. Trong bài viết này, tác giả Mike Dixon, người trực tiếp tác nghiệp tại New York, đánh giá rằng chiến thắng của Nole là hoàn hảo dựa trên thành tích toàn bộ giải đấu. Báo giới Tây Ban Nha quan tâm đặc biệt đến US Open 2023. Tờ AS ở thủ đô Madrid nhận xét: Djokovic đã có 24 Grand Slam thực sự ấn tượng trong sự nghiệp. Anh ấy đã có giải đấu hoàn hảo khi vượt qua mọi đối thủ trên con đường vô địch US Open. Daniil Medvedev đã không thể tái lập kết quả ở chung kết US Open 2021, nhưng ngôi sao người Nga đã có một giải đấu ấn tượng với ngôi Á quân, đặc biệt là trận thắng Alcaraz ở bán kết. Nole vào đến cả 4 trận chung kết Grand Slam trong năm 2023. Tờ báo thể thao khác của thủ đô Madrid là Marca bình luận: Djokovic dễ dàng thắng 3-0 Medvedev mà không gặp quá nhiều khó khăn. Tay vợt người Nga đã không thể gây khó khăn cho Nole như Alcaraz từng làm ở chung kết Wimbledon.